Chào các bạn, chào mừng các bạn đã lại quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và mùa du lịch lại tới rồi, các hãng công nghệ lại đua nhau để có thể tung ra những cái sản phẩm hỗ trợ cho chúng ta sử dụng trong mùa du lịch, ví dụ là những chiếc flycam, những chiếc action cam hay là những chiếc gimbal điện thoại, thì Jizun cũng không ngoại lệ. Và năm nay thì Jizun đã cho ra mắt một cái con gimbal điện thoại có thể nói là siêu nhỏ gọn, siêu mỏng cánh, đó là chiếc Smooth X. Nhưng mà liệu nó có thực sự nhỏ gọn như là chúng ta đã nhìn thấy ở bề ngoài hay không, thì chúng ta hãy cùng xem video này để biết thêm nhá. Ok, bắt đầu nào. Như là ngoài vỏ hộp thì chúng ta có thể thấy một cái chiếc hộp rất là nhỏ. Tôi có một chiếc hộp của Osmo Pocket ở đây, không to hơn là bao đúng không nào. Mặc dù là cái chiếc Osmo Pocket của chúng ta là một chiếc gimbal cầm tay nhỏ, nó gọi là nhỏ nhất thế giới rồi, nhưng mà cái chiếc gimbal điện thoại gắn cái điện thoại lên có motor hẳn hoi mà lại có thể nhỏ thế này sao? Ok, nếu mà tôi không nhầm thì lần này Jizun đã sử dụng thiết kế chống rung 20 chứ còn không còn là 30 giống như mọi khi nữa. Vậy thì liệu cái khả năng chống rung của nó liệu có tốt như là những cái con gimbal đời trước không nhỉ? Đời trước mới năm ngoái thôi thì Jizun đã tung ra một con Smooth Q2, bản nâng cấp của Smooth Q. Cá nhân tôi thấy thì con gimbal này khá là nhỏ nhưng mà đem lại một cái khả năng chống rung vô cùng là tuyệt vời. Vậy thì còn cái con Smooth X này, tôi đang khá là lo ngại bởi vì nó chỉ có 20 chống rung thôi. Liệu là nó có chống rung thực sự là tốt hay không? Ở đây, bên cạnh hộp nó có nói là Interbox thì sẽ có một cái chiếc gimbal điện thoại này, một cáp sạc và một cái bộ sách hướng dẫn sử dụng. Và cái con gimbal điện thoại này, con Jizun Smooth X này thì đã được sử dụng phần mềm mới rồi. Đó là ZI Kami App. Đó, chứ không còn dùng là ZI Play giống như hồi xưa nữa. Có cải tiến. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đập hộp cái con gimbal này ra nhá. Thật ra thì gimbal này được đập hộp từ trước rồi và chúng ta chỉ đập hộp lại thôi, mượn về và đập hộp lại thôi. Đó. Đây, đây sẽ là trong hộp của cái chiếc gimbal của chúng ta. Màu trắng. Đây sẽ là phiên bản màu trắng. Nhấc vào ra. Ở đây sẽ có một cái tờ hướng dẫn cách tháo lắp. Hướng dẫn cách tháo lắp gimbal làm sao để cho nó không bị gãy. Anh em nào không quen với cái thiết kế xoay gập như này thì rất dễ nhấc vắt ra là gãy luôn, mất luôn. Ok, bỏ sang một bên. Tiếp theo trong hộp sẽ còn gì nào? Đây sẽ là một cái hộp giấy nho nhỏ. Trong này sẽ bao gồm chúng ta là một sợi cáp sạc và được trang bị USB Type-C. Đang sẽ bao gồm sạc nhanh. Sang bên. Tiếp theo đó là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một cái thẻ bảo hành service card. Và chỉ vậy thôi. Quay trở lại với cả chiếc gimbal của chúng ta nhá. Đây. Quá là nhỏ luôn đúng không nào anh em? Ok, gimbal điện thoại nhỏ ngang với cả Osmo Pocket. Chất lượng kìa. Đó. Để sang bên. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để có thể mở cái chiếc gimbal này ra nhá. Đây, từ vị trí ban đầu nó sẽ là như thế này đúng không? Chúng ta sẽ xoay cái phần bàn tay cầm này, xoay 180 độ ngược ra bên ngoài. Đó. Và chúng ta sẽ rút nó ra một chút và ngửa nó lên như này. Thấy không? Đó, khi mà chúng ta đã ngửa nó lên như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành xoay cái trục ngang này, vặn ngược nó lên trên. Ok chưa? Đó, và như vậy là xong. Kéo ngửa nó lại. Nếu mà chúng ta muốn quay dọc hoặc là chúng ta rút gậy ra, kéo nó lên như này. Nếu mà chúng ta muốn quay ngang. Đó, vậy là xong. Đây là cái cách của chúng ta có thể tháo lắp được gimbal. Và khi mà chúng ta quay xong rồi, chúng ta muốn cất nó đi thì chúng ta sẽ đẩy nó hết cần lại này. Sau đó thì ở đây, phần trục này nó sẽ có cái lẫy này này. Chúng ta sẽ xoay ngược nó lại. Đó, thấy không? Xoay ngược nó lại về phía dưới. Rồi, và bây giờ lắp nó lại và đẩy sát nó vào là xong. Sau đó thì đưa cái phần bàn tay cầm về vị trí khóa. Đó, và chỉ như vậy thôi. Rồi xong là cái cách để chúng ta có thể tháo lắp được cái gimbal này. Có thể đây là một cái con gimbal đầu tiên của Jizun được sử dụng cái thiết kế xoay gập như thế này để có thể tối giản cái kích thước, có thể dễ dàng bỏ vào túi quần. Đây, bỏ vào túi quần. Như anh em có thấy, vô cùng thoải mái không nào? Bỏ túi quần và mang đi. Đó. Cùng đi qua cái thiết kế của con gimbal này nhá. Thì bây giờ Jizun đã tiết kiệm hơn,
không sử dụng hợp kim kim loại để làm ra thân gimbal nữa, mà bây giờ đã hoàn toàn sử dụng bằng nhựa. Không biết chất liệu nhựa là gì nhưng mà theo cá nhân tôi thấy thì cũng khá là cứng cáp. Chất liệu nhựa là nhựa nhám, không bám mồ hôi vân tay. Bên cạnh đó thì con gimbal này còn được sử dụng những cái thiết kế, những cái đường vân bằng cao su như thế này và những cái đường tròn xung quanh, nhìn khá là bắt mắt đúng không nào. Và có một cái điều đặc biệt, cái nguồn của cái con gimbal này được đặt sang bên cạnh ở bên cái thanh của gimbal này luôn, chứ không còn đặt ở bên chỗ tay cầm giống như là những cái phiên bản đời trước nữa. Ở chính giữa đây chúng ta có một cái chữ X, kiểu người bí ẩn, kiểu iPhone X các thứ ấy. Bây giờ ai cũng muốn dùng cái chữ X này để đặt tên cho cái sản phẩm của mình như vậy. Vẫn giống như là trên chiếc Smooth Q2, chúng ta vẫn sẽ có một cái joystick ở đây để có thể điều hướng cho chiếc điện thoại khi mà chúng ta quay. Một nút để tùy chỉnh chế độ và một nút quay. Bên cạnh đây sẽ là một cái thanh để chúng ta zoom ra, zoom vào hoặc là lấy nét. Đó. Ở giữa đây là một cái đèn báo. Và con gimbal này có một cái điều đặc biệt, có thể anh em chưa biết. Đây, nó có thể xoay lên như này, xoay ngang sang, xoay tiếp lên như này để mở ra này. Đó. Và không chỉ có một cái kích thước nhỏ như này đâu, nó còn có thể kéo dài ra được. Hay ho chưa? Đó. Và tôi không nhầm thì nó có thể kéo dài tối đa là 26 cm, khá là dài đúng không nào. Không hổ danh là ông vua selfie của 2020 đó. Tạm thời thì kéo nó lại đã, tôi sẽ thử lắp điện thoại lên nhá. Anh em lắp điện thoại của nó cũng rất là đơn giản, chỉ việc kéo nó ra và đặt điện thoại lên thôi. Ok, cái việc cân của gimbal này nó còn đơn giản hơn những gimbal khác rất là nhiều, bởi vì nó chỉ có hai trục chống rung thôi. Đây một trục này, đây dưới này một trục và một trục ngang như này, chỉ vậy thôi. Chúng ta xoay như này đó. Vì thế mà cái việc cân cái điện thoại này nó quá đơn giản, giống như cái việc chúng ta chỉ bắt lên cái chân máy thôi, nó chỉ đơn giản thôi. Và bây giờ thì chúng ta hãy vào App Store và tải cái phần mềm mới của Zizu này về nhé. Và như vậy là tôi đã tải thành công cái con app ZI Cam Mi này về rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành connect vào gimbal nha. Và đầu tiên chúng ta phải bật gimbal lên trước. Đó, bật lên. Khởi động rất là nhanh. Gimbal này khởi động rất là nhanh luôn anh em ạ. Ok, và bây giờ thì tôi tiến hành connect vào trong app. Đây, tìm thấy ngay rồi. Đó. Cấp quyền truy cập camera và micro. Đòi làm quyền quá. Đây là giao diện chính của cái app ZI Cam Mi. Anh em thấy, tôi sẽ quay màn hình lại, anh em có thể dễ dàng quan sát hơn nhá. Khá là nhiều các cái công cụ để chúng ta có thể sử dụng ở đây. Góc bên trái phía trên, chúng ta có thể ấn để trở về home. Và bên cạnh đó sẽ là thời lượng pin của điện thoại, cũng như là thời lượng pin của gimbal, đèn flash và GPS. Tiếp theo xuống đến bên dưới sẽ là tùy chỉnh về thông số ánh sáng, ISO, tốc độ màn chập các thứ. Tiếp theo chúng ta có thể tùy chỉnh được chất lượng video là Full HD, HD hoặc là 4K và frame rate 24fps 30 hoặc là 60. Thì thường tôi sẽ để là Full HD và 60fps cho nó mượt. Đó. À, bên cạnh đây còn có một số các cái chế độ làm đẹp nữa, nhưng mà nó thông báo là không hỗ trợ ở độ phân giải 4K và 60fps, cho nên là bây giờ mình đang dùng Full HD 60 cũng không hỗ trợ đâu. Flash light này là bật đèn flash, những cái đường grid chúng ta có thể bật grid light lên. Đó, Pavilion để auto đi. Đây là cái chế độ quay, chúng ta có thể chọn là chế độ đi bộ hoặc là chế độ chạy. Khá là hay ho. Joystick đây, nó có tùy chỉnh cả tốc độ của joystick luôn, nhanh chậm hoặc là vừa vừa. À đây, tiếp theo là tùy chỉnh tốc độ của zoom này. À, bây giờ tôi thử zoom lên xem nào. Zoom không được này. À đây, kéo xuống để zoom,
nó tùy chỉnh được cái tốc độ của zoom luôn, tùy chỉnh chúng ta muốn, ví dụ nhanh chậm này. Zoom nhanh đó, rồi để chậm thôi. Rồi, tiếp theo ở đây sẽ là gì đây, sang cái thanh bên phải. À, chúng ta sẽ có thể có những cái gọi là như kiểu là quick shot ấy, chúng ta được lựa chọn được quick shot để chúng ta quay những cái shot hình ở đây, nó có sẵn những cái time lapse rồi, chúng ta chỉ việc quay thôi và nó sẽ khác tự áp. Và đây chúng ta tiếp theo sẽ là cái nút xoay camera đó. Ok, ở giữa là nút quay, đây sẽ là cái chế độ nhận diện cử chỉ của bàn tay. Khi mà chúng ta giơ tay như này thì máy sẽ tự động quay hoặc là tự động chụp luôn, rất là thông minh đúng không nào. Ở dưới này sẽ là cái xem lại ảnh, không có gì cả. Ở đây chúng ta có khá là nhiều các cái chế độ, đầu tiên sẽ là hyperlapse, tiếp theo là time lapse, tiếp đến là slow motion. Slow motion thì ở trong cái bóng đèn tuyết này sẽ hơi bị chớp một chút. Tiếp theo là chế độ quay video, chụp ảnh photo, chụp ảnh pano rộng 180 độ. Và đây là đấy, vẫn là cái chế độ ban nãy kiểu quick shot, nó gọi là cái gì, công nghệ của nó là cái gì tôi không nhớ lắm, lát này chúng ta sẽ mày mò sau. Ok, và bây giờ tôi sẽ thử kéo dài cái gimbal này ra. Cá nhân tôi thấy là nếu mà chúng ta kéo dài này ra thì nó sẽ chống rung tốt hơn, bởi vì là lúc này thì nó sẽ hạn chế lực tác động từ tay chúng ta vào cái trục motor này hơn, nó sẽ còn qua một cái đoạn này nữa nó sẽ giảm cái tác động trực tiếp từ tay chúng ta vào trục gimbal, từ đó thì nó sẽ hạn chế được cái rung lắc. Cái thân của cái tripod này, tripod kéo dài này thì nó vẫn được làm bằng kim loại, vẫn đảm bảo cái độ chắc chắn cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Nếu mà bằng nhựa nữa thì tôi nghĩ sẽ rất dễ bị gãy đúng không nào. Tuy nhiên thì có một cái điểm tôi cũng không hài lòng cho lắm, cá nhân tôi cảm nhận được thấy là nó chưa được hoàn thiện tốt cho lắm, bởi vì những cái phần ốp nhựa để giảm chấn ở đây nó vẫn chưa được chắc chắn, nó vẫn chưa được đẹp cho lắm. Đấy là cá nhân tôi cảm thấy thôi. Ngoài ra một cái điểm mà hầu hết trên các con gimbal điện thoại ngày nay được trang bị, đó chính là cái chân ốc 1/4 đã có dưới đáy này, chúng ta có thể bắt được vào các cái chân máy nữa, dài ra thêm nữa, dài quá làm gì chả. Bây giờ lúc nào cũng tối ưu thiết kế nhỏ gọn, nhưng mà khi mà dở ra thì nó phải to và dài. Cái này nó là dành cho các thánh livestream này, với cái nút menu này, cái nút mở ở đây, nhưng mà chúng ta ấn 2 lần sẽ tự xoay ngang khung hình, và chúng ta ấn nhấp 2 lần tiếp theo sẽ tự xoay dọc lại khung hình. Đây sẽ là cái tỷ lệ mà chuẩn chỉ cho anh em chuyên livestream Facebook. À, chúng ta có thể cầm đi, ví dụ như là thấy phốt, thấy gì chẳng hạn, chúng ta sẽ lắp ngay vào. Thế không còn ai chửi chúng ta là quay hóng phốt mà để rung như thế thì ai cũng xem được. Đấy, bây giờ có gimbal rồi, tha hồ đi hóng phốt livestream. Trong clip lần này thì tôi sẽ không đi giới thiệu quá nhiều về phần mềm, những cái mà con Zoom Smooth X này đang hỗ trợ, mà chúng ta sẽ cùng đi lập hộp và chỉ đi test cái khả năng chống rung, chất lượng video của con gimbal này đưa ra thôi. Và nếu mà chúng ta muốn có một clip hướng dẫn cách sử dụng, update firmware hay là mọi thứ về phần mềm thì tôi sẽ để dành riêng trong một clip tiếp theo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cầm cái con Smooth X này đi ra ngoài và quay test một số cảnh để xem là cái hiệu năng nó mang lại có được như chúng ta mong chờ hay không, có đáng chúng ta bỏ tiền ra hay không. Ok, let's go, chúng ta cùng đi nào. Hey, I got a confession. Losing all momentum, just because it's easy, but that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt, take a walk along the street if I'm feeling desert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire. Vừa xong thì tôi đã mò ra một thứ, đó chính là tôi đã thử sử dụng cam thường và ấn nút quay trên này xem. Ấn nút quay trên gimbal, thân gimbal xem có được không. Và kết quả anh em nhìn này, vẫn quay được. Đó, chứng tỏ chúng ta có thể sử dụng cam thường, không cần kết nối, vẫn phải kết nối Bluetooth, nhưng mà không cần thiết phải vào trong app, mà chúng ta có thể sử dụng cam thường để có thể quay video trực tiếp trên con gimbal này, không cần thông qua app. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn muốn có những cái bộ filter hay là vẫn muốn có những cái chức năng hỗ trợ thêm ở trong app thì chúng ta sẽ phải tải thêm cái app như là tôi đã nói từ đầu video đấy, app tên là ZI Kami. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi quay xung quanh đây nào. Ok. In real life.
sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Và vừa xong, chúng ta đã vừa đập hộp và trên tay nhanh chiếc Zhiyun Smooth X này về chất lượng video, chất lượng hình ảnh, khả năng quay, khả năng chống rung và cái hiệu năng của nó mang lại. Liệu nó có xứng đáng với danh hiệu là ông vua selfie hay không? Anh em hãy để lại bình luận ở phía dưới nói lên cảm nghĩ của mình nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, subscribe cho channel của Tokyo Camera để có thể nhận thêm những thông báo về video tiếp theo. Và bây giờ thời lượng video đã hết rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.